Xin chào các bạn, hôm nay Review Phim sẽ đem đến cho các bạn một bộ phim bom tấn đang làm mưa làm gió trong màn điện ảnh Mỹ. Mới đây, DC Studios đã tung ra trailer chính thức đầu tiên dành cho Blue Beetle, một trong những bộ phim cuối cùng thuộc vũ trụ điện ảnh DC mở rộng, cũng là một trong những dự án siêu anh hùng trong năm 2023 của Warner Bros. Được phát triển từ năm 2018, Blue Beetle sẽ mang đến câu chuyện xoay quanh xuất thân và nguồn gốc sức mạnh của siêu anh hùng Jay Miray, người sở hữu bộ giáp ngoài hành tinh tối tân bậc nhất của DC. Blue Beetle sẽ chính thức ra rạp vào ngày 18 tháng 8 năm nay. Bộ phim này nhận được nhiều sự chú ý vì ra mắt vào thời điểm chuyển giao của vũ trụ điện ảnh DC, khi DCEU đang dần khép lại để nhường chỗ cho DCU. Điều này khiến không ít người đặt ra câu hỏi liệu Blue Beetle, cũng như các siêu anh hùng khác, có chỗ đứng trong vũ trụ mới của James Gunn và Peter Safran hay không. Bộ phim có sự góp mặt của Bruna Marquezine trong vai Penny, nàng thơ của Jay Miray, Melissa Ecobezo, vai em gái của Ray, và George Lopez trong vai người chú của siêu anh hùng này. Phản diện chính của phim là Victoria Cott và Kazapa The Inze Chukti Lehman, do Susan Sarandon và Rao Chuiyo đảm nhiệm. Trong đó, Victoria Cott là nhân vật được sáng tạo dành riêng cho dự án này, nhưng có thể vẫn sẽ có liên kết với một số siêu anh hùng khác trong truyện tranh DC, ví dụ như Blue Beetle tiền nhiệm Ted Kott. Câu chuyện kể về nguồn gốc của Jay Miray trong nguyên tắc khá đơn giản và dễ hiểu. Ray là một cậu thiếu niên sống cùng gia đình, bao gồm cha mẹ và em gái, tại Texas, Mỹ. Trong một ngày trên đường đi học về, cậu tình cờ nhặt được một vật thể kỳ lạ có hình giống một con bọ hung, và tính tò mò đã khiến Ray quyết định mang nó về nhà, mà không hề biết rằng điều này sẽ thay đổi cuộc sống và tương lai cậu mãi mãi. Con bọ hung này thực chất thuộc quyền sở hữu của siêu anh hùng Blue Beetle thế hệ trước, trong một mạch chuyện có liên quan đến Shazam, Marvel Lord và Spectre. Sau khi căn cứ của Shazam bị phá hủy, con bọ hung ngoài hành tinh này đã vô tình bị bắn đến tận El Paso, quê nhà của Ray. Cuộc hành trình của Jay Miray bắt đầu khi một Blue Beetle bị nổ tung và chôn vùi trong một bãi đất hoang sau cuộc chiến. Trên đường đi học về, Jay Miray vô tình phát hiện và mang nó về nhà vì tò mò muốn biết nó có thể là cái gì. Jay Miray không biết rằng con bọ hung là một phần công nghệ của người ngoài hành tinh được đặt ở các nền văn minh trên khắp các ngân hà. Chúng được thiết lập để kiểm soát vật chủ nhằm giúp chủng tộc người ngoài hành tinh này chinh phục nó. Tuy nhiên, con bọ của Jay Miray hiện đã bị hư hại nên khi nó tự ghép mình vào phần xương sống của Jay Miray và thiết lập mối quan hệ cộng sinh thay vì kiểm soát. Mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng chính con bọ hung đã giúp Ray sở hữu nhiều siêu năng lực không hề thua kém bất cứ siêu anh hùng nào khác. Nó cung cấp cho Ray một bộ khung xương ngoài siêu bền và có mối quan hệ cộng sinh với cậu. Trong khi Ray có thể điều khiển phần lớn sức mạnh của Blue Beetle, nhưng đôi khi con bọ hung cũng giở trứng và kiểm soát ngược lại cậu để hành động theo chủ ý của nó. Chi tiết đã được hé lộ trong đoạn trailer mới ra mắt. Giống như những siêu anh hùng khác, Blue Beetle cũng sở hữu bộ kỹ năng cơ như siêu tốc độ, siêu sức mạnh, siêu thể lực, cộng thêm khả năng bay lượn linh hoạt. Bên cạnh đó, con bọ này còn cung cấp cho vật chủ rất nhiều siêu năng lực khác nhau, ví dụ như tự phục hồi, hấp thụ năng lượng hay tạo ra hệ thống phòng thủ tuyệt đối trước những mối hiểm họa tiềm tàng từ môi trường xung quanh. Sau đó, siêu anh hùng Booster Gold đã liên lạc với Ray để mượn sức mạnh con bọ hung nhằm xác định vị trí và phá hủy vệ tinh Brother Eye. Ray đã cùng Gold và Batman bay vào vũ trụ để thực hiện nhiệm vụ này trước khi dịch chuyển về trái đất một năm sau đó. Những sức mạnh đa không gian của con bọ hung khiến Ray không thể hoàn toàn kiểm soát và hậu quả là cậu đã vô tình mất tích một năm. Khi trở lại, Ray đã giải thích cặn kẽ với gia đình và bạn bè, đồng thời hé lộ danh tính mới của bản thân, Blue Beetle. Kể từ đó, cậu chính thức bắt đầu sự nghiệp siêu anh hùng, hợp tác với rất nhiều biệt đội nổi tiếng như Teen Titans hay thậm chí là cả Justice League. Tuy hành trình trở thành một siêu anh hùng không hề dễ dàng, nhưng Ray luôn đứng vững và vượt qua mọi khó khăn bằng tinh thần quyết tâm và lòng kiên nhẫn. Như một bảo vệ của thành phố và của toàn nhân loại, Blue Beetle tiếp tục tỏa sáng như một biểu tượng của hy vọng và gan dạ trong thế giới siêu năng lượng. Bộ phim không chỉ thu hút người xem bởi những cảnh quay kỹ xảo độc đáo mà còn bởi sự tinh tế trong việc tạo ra cảm giác hồi hộp và bất ngờ. Mỗi tình tiết trong phim được xây dựng một cách khéo léo, tạo nên những khoảnh khắc đầy thách thức và đẫm máu mồ hôi cho nhân vật chính. Đặc biệt, sự kết hợp tinh tế với yếu tố hài kịch là điểm làm nên sự độc đáo của bộ phim, mang đến một lớp phong cách mới mẻ và độc đáo. Những tình huống hài hước được xen kẽ trong những pha hành động kịch tính, tạo nên một cảm giác cân bằng độc đáo và đầy sáng tạo. Đôi khi, những pha đấu trí căng thẳng sẽ bất ngờ chuyển hướng thành những tình tiết hài hước, khiến cho khán giả không chỉ bị cuốn theo những biến đổi của tình tiết mà còn cười đùa thả ga. Sự xuất hiện của những nhân vật phụ có khả năng gây cười cũng góp phần làm cho bộ phim trở nên sống động và thú vị hơn bao giờ hết. Điều thú vị nhất chính là cách mà yếu tố hài hòa hoàn hảo với các pha hành động, tạo nên một cảm giác không thể đoán trước được. Đây thực sự là một phim mới bộ, đem lại cảm xúc đa dạng cho người xem và đánh bại mọi rào cản của thể loại. Sự đan xen giữa hài hước và kịch tính không chỉ làm cho bộ phim thú vị, mà còn làm cho mỗi cảnh quay trở nên sống động và đáng nhớ. Nếu bạn là người yêu thích thể loại phim hành động, hãy ra rạp để tận hưởng bộ phim một cách trọn vẹn.
Đừng quên like và subscribe Review Phim để nhận thông báo sớm nhất về những bộ phim hay.